Trời thương Phật độ, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023, biết được điều này, hóa hung thành cát, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần kính mến, Minh Đức Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác gặp hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhiều vận may tới với mình. Và tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán đúng tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, quý cô bác tuổi Nhâm Dần sẽ có được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ mà ăn nên làm ra, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Vậy vận trình của quý cô bác tuổi Nhâm Dần diễn ra trong tháng 9 tới đây như thế nào? Làm sao để đón cát xua hung? Làm sao để chấp được vận may, trúng số, trúng thưởng? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Nhâm Dần cùng theo dõi, luận giải nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ chính xác 100%, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, phất lên như vũ bão, đổi đời đại gia trong tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, là tuổi con hổ, thuộc mệnh kim, kim bạch kim, nghĩa là vàn trang sức. Thời điểm hoàng đạo để bản mệnh tuổi Nhâm Dần xuất hành là giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Xuất hành vào thời điểm này sẽ giúp cho mệnh chủ tuổi Nhâm Dần có công việc được thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thu được nhiều thành quả như ý, đại cát, đại lợi. Tử vi tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023, người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nhờ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên vận trình tháng mới khá tốt và có nhiều chuyện vui kéo về. Nhìn chung, đây là một tháng bản mệnh đón phúc khí dồi dào và dễ đạt được những thành công như mong đợi. Trong tháng có nhị hợp trợ mệnh, lại thêm sao Thái Dương soi chiếu, nên công việc càng thêm thuận lợi, không có nhiều áp lực. Tài lộc thịnh vượng, nhiều khả năng bạn có được các mối quan hệ tốt, được người giới thiệu hoặc trao cho nhiều cơ hội để tìm kiếm những vận may. Về tình cảm như khai hoa kết trái, các cặp đôi dễ nên duyên hòa hợp, với người độc thân thì vui vẻ, tinh thần phơi phới. Sức khỏe cũng có nhiều điểm đáng mừng, tuy nhiên ở độ tuổi ngoài 60 thì người tuổi Nhâm Dần cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, lưu ý chế độ cân bằng dưỡng chất nhé. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe, mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên, xét về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Nhâm Dần, nam nữ mạng, sinh năm 1962, tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tháng 9 năm 2023 âm lịch của tuổi Nhâm Dần hứa hẹn nhiều điểm sáng mới trong công việc, có quý nhân nâng đỡ. Bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao khá dễ dàng, được cấp trên hậu thuẫn, cấp dưới đồng lòng, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Người tuổi Nhâm Dần hãy tự tin phát huy những điểm mạnh của mình, bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, trở thành một điểm sáng trong tập thể, khiến lãnh đạo phải chú ý và tạo cơ hội để cân nhắc. Cục diện nhị hợp trợ mệnh đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh, bạn phát huy được ưu điểm của mình như tập trung, nghiêm túc có trách nhiệm nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc bạn đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, tương lai giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, bản mệnh cũng không được để mình có quyền kiêu căng, coi thường người khác, bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy ra.
Con giáp này nên chú ý đến các hành xử với mọi người xung quanh, đặc biệt cần nói năng cẩn trọng, có cách ứng xử linh hoạt phù hợp với những tình huống khác nhau. Bạn không nên tỏ vẻ coi thường người khác, coi thường những công việc quen thuộc kẻo sẽ rất dễ vướng vào những khúc mắc không đáng có, khiến hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng. Theo lịch vạn niên và phi tinh tháng 9, lục bạch đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam, tại đây tuổi Nhâm Dần chú ý bố trí đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ, nếu có thể hãy bổ sung thêm cây xanh, tiểu cảnh hay hòn non bộ tại đó. Những vật phẩm phong thủy này có tác dụng khuếch đại trừ khí, phong thủy tích cực, mang tới vận khí hanh thông, thúc đẩy mọi việc bạn làm càng thuận lợi. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Nhâm Dần, nam nữ mạng, sinh năm 1962, tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tháng 9 năm 2023, tuổi Nhâm Dần âm lịch, thấy rằng con đường tài lộc của người tuổi Nhâm Dần cũng có những điểm sáng đáng kể, bạn có thể thu tiền về đầy túi không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh, chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm khoản tiền hậu hĩnh trong tay bạn lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay trở lại. Bạn có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, có những lúc con giáp này cần để ý đến các hành xử của mình, chớ nên cư xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan, coi thường những công việc đã quá quen thuộc, ngoài điều bất trắc vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi Nhâm Dần, nam nữ mạng, sinh năm 1962 tháng 9 âm 2023. Tử vi năm 2023, nhờ quý nhân tam hợp xe duyên, chuyện tình cảm của tuổi Nhâm Dần ngày càng phong phú, có nhiều trải nghiệm thú vị. Với các cặp vợ chồng, thời điểm này thích hợp để dành thời gian chia sẻ hóa giải mâu thuẫn, giúp không khí gia đình thêm ấm áp, xóa tan sự căng thẳng trước kia. Gia đình bạn có thể cùng nhau đi du lịch để tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên, bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội để có được tình cảm như ý. Về phương diện sức khỏe, tuổi Nhâm Dần, nam nữ mạng, sinh năm 1962 tháng 9 âm 2023. Tử vi tháng 9 năm 2023, tuổi Nhâm Dần bình ổn về mặt sức khỏe, hầu như không gặp vấn đề gì lo ngại về phương diện này, có điều do hung tinh Bạch Hổ ảnh hưởng. Bản mệnh chú ý đi đứng cẩn thận tránh bị tai nạn xe cộ hoặc họa hình thương như té ngã, chấn thương. Theo đông y mùa thu nên chú trọng dưỡng sinh để củng cố và tăng cường sức khỏe. Cần phối hợp nhiều biện pháp như ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết theo nguyên tắc dưỡng âm, ẩm chống khô hanh, nên ăn tăng chua giảm cay, ngủ sớm dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục, vận động nhẹ nhàng. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý cảnh mùa thu dễ gợi cảm xúc buồn thương, nhất là với người già khi tuổi đã xế chiều, người trẻ cũng vì cảnh buồn người chẳng thể vui, nên tâm trạng dễ bực tức, bởi vậy bạn cần phải giữ tinh thần lạc quan yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng. Từ đó phòng tránh bệnh tật, nên theo dõi xem phong thủy hàng ngày để ứng dụng phong thủy vào đời sống, giúp đón lành tránh dữ. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, tháng 9 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Nhâm Dần có một tuần vượng duyên nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Âm. Cát tinh này che chở cho các mối quan hệ của Dần, mở ra những kết nối trong cả cuộc sống lẫn việc làm ăn. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Về công việc, chính quan báo hiệu, Dần có thể biến tuần lễ mới của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng những thành tựu đạt được trong tuần này. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng khi giao tiếp với những người xung quanh, sự thân thiện của bạn có thể là yếu tố để kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Đầu tuần và giữa tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Dần cũng nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến vào cuối tháng. Cuối tuần có điềm báo hao tài, con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí mua sắm quá độ. Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Nhâm Dần có thể an tâm hưởng thụ thành quả khi vận trình của bạn đang có rất nhiều tín hiệu tích cực. Mọi việc diễn ra thuận lợi khiến cho mọi người phải ghen tị với may mắn của bạn đấy.
Nhìn chung công việc tiến triển theo đúng mong muốn, chỉ cần bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ thì không có gì không làm được. Dù là cuối tuần nhưng bản mệnh cũng chẳng hề ngơi tay, song sự bận rộn này đổi lấy những hiệu quả bất ngờ. Đây sẽ là thời điểm vượng vận khí nhất, khá thích hợp để những người làm kinh doanh đưa ra quyết định đầu tư, hợp tác làm ăn. Con giáp này sẽ có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài để đôi bên cùng có lợi nhé. Quý nhân, Hợi, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Tuất. Màu sắc may mắn: vàng, trắng. Con số may mắn: 78, 25, 12. Tử vi tuần 2, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, tháng 9 âm lịch 2023. Hung tinh thiên cầu nhập mệnh, người tuổi Nhâm Dần nên giữ được bình tĩnh và hạn chế tạo mâu thuẫn với đồng nghiệp trong tuần lễ này, nếu không người chịu nhiều thiệt thòi có thể là chính bạn. Vận khí ảm đạm, con giáp này làm gì cũng phải đầu tư thật nhiều công sức, nhưng thành quả chẳng thể như mong muốn, dù vậy, bạn cũng chớ vội nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Có lẽ vì công việc bận rộn hoặc cuộc sống có chút thay đổi, nên bạn đang khó lòng tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Dù vẫn may mắn là không xuất hiện tình huống nguy hiểm, song con giáp này sẽ khó lòng tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn khi vướng mắc bởi những vấn đề ngoài ý muốn. Tài lộc trong tuần chỉ ở mức trung bình, tuần này không thích hợp để bản mệnh mạo hiểm đầu tư ở những lĩnh vực mới, càng mạo hiểm thì nguy cơ càng rủi ro lớn, thậm chí có thể mất trắng. Nhìn chung, người tuổi Nhâm Dần làm gì cũng nên cẩn trọng trong các quyết định và cả việc chi tiêu tiền bạc. Sức khỏe của tuổi này có dấu hiệu suy giảm, bạn được nhắc nhở nên chú ý việc ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, kết hợp vận động nhẹ nhàng thường xuyên sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thư thái hơn. Ngoài ra, những người làm việc chân tay hay thường xuyên di chuyển đi lại cũng nên chú ý vấn đề an toàn cho bản thân. Quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Mùi, Thân. Màu sắc may mắn: vàng, nâu. Con số may mắn: 56, 21, 89. Tử vi tuần 3, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, tháng 9 âm lịch 2023. Tuần mới, tuổi Nhâm Dần được thiên đức cát tinh hậu thuẫn, nên vận trình công việc hanh thông, các kế hoạch, nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ. Bạn cũng nhận một khoản thưởng nóng kha khá, nhờ vào sự thông minh và khéo léo trong công việc, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần. Tuy nhiên, trong môi trường tập thể, bạn nên giảm bớt sự gai góc của mình lại, con giáp này có thể thể hiện quan điểm của mình, nhưng chớ nên quá gai gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh, sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng. Tài lộc trong tuần cũng khá vượng, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng, một số dự án ban đầu, đầu tư bắt đầu thu hồi kết quả sau một thời gian đợi chờ trong sốt ruột. Nhìn chung, tuổi Nhâm Dần đã gặt hái không ít thành tựu nên vấn đề tiền bạc không cần lo ngại. Tuy nhiên, có vẻ như khi mọi chuyện đang diễn ra ổn định thì bạn lại có xu hướng chủ quan. Con giáp này cần tập trung để tránh xảy ra những sai sót, chúng rất mất thời gian sửa chữa cho dù không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Thậm chí, bạn còn có thể đánh mất những thành quả mà mình đã vất vả gây dựng. Tuổi Nhâm Dần cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này, từ cả hai nguồn thu phụ và chính, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu. Dù vậy, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý, đừng vội mua sắm bừa bãi khiến tiền bạc hao tổn nhanh chóng. Quý nhân, Hợi, Dậu, tiểu nhân, Thìn, Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, xám. Con số may mắn: 72, 34, 90. Tử vi tuần 4, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, tháng 9 âm lịch 2023. Tỷ Thiên nhắc nhở người tuổi Nhâm Dần tốt nhất nên tránh cãi vã, tranh cãi với đồng nghiệp của mình và đặc biệt là với cấp trên trong tuần này, dù bạn có những ý tưởng và quan điểm trong tuần này. Muốn thể hiện nhưng cũng nên chú ý tới hoàn cảnh và thời điểm, sự kích động nhất thời khiến con giáp này dễ dàng làm mất lòng người khác, gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của bản mệnh trong tương lai đấy. Cho dù nhìn theo hướng tích cực, sự hiếu thắng có thể khiến bạn không ngừng cố gắng vươn lên, thậm chí đạt được kết quả vượt xa người thường. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt, bản mệnh cũng không nên coi thường mặt tiêu cực của tính hiếu thắng, bởi bản mệnh sẽ tạo thêm nhiều kẻ thù, phá hỏng các mối quan hệ vốn tốt đẹp. Tài chính cũng đứng trước nhiều nguy cơ do tiểu hao cản trở, các khoản chi phí vô tội vạ, mua sắm theo ý thích sẽ làm cho bạn rỗng túi nhanh chóng. Bản mệnh cần tập trung vào công việc, ổn định thu nhập bằng cách tìm tới sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người đi trước, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn.
Ngoài ra, đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm của mình hay sao nhãng vun vén các mối quan hệ cá nhân, chu toàn gia đình, chăm sóc bạn đời, hẹn hò người yêu. Không chỉ là những trách nhiệm mà bạn phải hoàn thành, nó còn là niềm vui giúp bạn thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Quý nhân, Dần, Ngọ, tiểu nhân, Thân, Thìn, màu sắc may mắn, vàng, đen, con số may mắn, 89, 35, 21. Và bây giờ xin mời quý cô bác tuổi Nhâm Dần, hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn nhé. Tuổi Nhâm Dần, sinh tháng 2 âm lịch. Xem tử vi ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 2 âm lịch, có tính cách rất điềm đạm và cũng rất tự tin. Nhờ có tính cách vững vàng nên lúc nào họ cũng giữ được thái độ lạc quan, để lại ấn tượng tốt với mọi người. Dù kinh doanh theo lĩnh vực nào, tuổi Nhâm Dần sinh tháng âm lịch này cũng có thể kiếm tiền suôn sẻ. Vào giai đoạn đầu lập nghiệp, họ cũng gặp khó khăn khủng hoảng, nhưng sau đó nhanh chóng ổn định vững vàng. Khi ra ngoài, người tuổi Nhâm Dần sinh tháng âm lịch này có nhiều bạn bè, quý nhân, nên tương lai của họ cũng vô cùng ổn định, hạnh phúc. Họ vốn chịu khó nhẫn nại, nên cuối cùng cũng đạt được kết quả tốt trong lĩnh vực kinh doanh, làm ăn phát đạt, cơm áo không lo. Tuổi Nhâm Dần, sinh tháng 5 âm lịch. Xem tử vi ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 5 âm lịch, có tính cách đơn giản, không có cá tính gì nổi bật. Nhưng thực sự họ lại là người khá được lòng người vì đáng tin cậy và lương thiện. Nhờ đó xung quanh họ luôn có quý nhân giúp đỡ, rất hiếm khi gặp phải khó khăn rắc rối kéo dài. Với năng lực và sự nỗ lực hết mình, người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 5 âm lịch có thể đạt được kết quả hơn những người khác và sự xuất hiện của những người bạn. Đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ cũng giúp họ tiến bộ qua từng năm, mỗi năm họ lại đón nhận những điều bất ngờ, kết quả làm việc ngày một tốt hơn và kéo dài nhiều năm. Thu nhập của người tuổi Nhâm Dần sinh thời điểm âm lịch này cũng sẽ tiếp tục tăng lên, cuộc sống ngày một khấm khá. Sự khiêm tốn và chăm học hỏi cộng với nhiều bạn bè, đó là những gì làm nên thành công của người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 5 âm lịch này. Tuổi Nhâm Dần, sinh tháng 10 âm lịch. Xem tử vi ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 10 âm lịch, có tính cách ổn định, lạc quan nhân hậu, biết cách đối nhân xử thế, họ nhanh chóng hòa đồng với mọi người, cùng đồng nghiệp thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn trong công việc. Cho dù đôi khi mọi việc không được suôn sẻ, nhưng nhờ có quý nhân giúp đỡ kịp thời mà họ nhanh chóng thoát khỏi giai đoạn khó khăn, rút ngắn thời gian vất vả, giảm bớt áp lực càng sớm càng tốt. Tương lai những người này sẽ làm đầy ngân khố, cuộc sống sung túc ít áp lực hơn, không có vấn đề gì không giải quyết được. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Vận mệnh của bạn thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo hèn, không quyết định bởi tướng mạo và chiều cao, mà quyết định bởi trong tâm bạn chứa đựng cái gì. Trong tâm bạn chứa đựng những điều tốt đẹp thì thân thể bạn sẽ mạnh khỏe, trong tâm bạn chứa đựng những điều tươi đẹp thì dung mạo bạn sẽ tươi đẹp, trong tâm bạn chứa đựng đầy năng lượng thì thân thể bạn sẽ tràn đầy năng lượng, trong tâm bạn chứa đựng niềm vui thì cuộc đời bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc, trong tâm bạn chứa đựng tự tin thì cuộc đời bạn sẽ sống rất thoải mái tự tin. Cảnh giới của cuộc đời, tương lai của sinh mệnh, nói là ở trong mê, kỳ thực chính là ngay trước mắt, chính là ở trong sự lựa chọn của bạn, chính là trong tâm bạn. Tướng tùy tâm sinh, duyên do tâm định, duyên khởi ở tâm, mà tu cũng là ở tâm. Mỗi người chúng ta đều giống như một chiếc chai không, trong tâm chúng ta chứa đựng những gì thì chúng ta sẽ được những thứ đó. Quý vị thân mến, cuộc sống mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội, nhưng không bao giờ bày sẵn trước mặt ta và chẳng ai nói cho ta biết. Vậy nên, chúng ta đừng chờ đợi thời cơ đến, mà hãy là người linh hoạt, biết tự tạo cơ hội và nắm bắt cơ hội cho riêng mình. Một người thành công sẽ không bao giờ thụ động chờ cơ hội đến với mình, mà tất nhiên họ sẽ xông pha tìm kiếm nó. Họ thích sự tươi mới, họ muốn đốt cháy nguồn năng lượng sức trẻ của mình trong hành trình tìm kiếm những cơ hội, dẫu biết rằng nó sẽ rất chông gai, nhiều khó khăn thử thách. Chính vì thế, để đạt được sự thành công, bạn cần phải năng động, linh hoạt, chủ động trong tư duy và hành động. Hãy học cách nắm bắt những nhu cầu của xã hội, chịu khó tìm tòi, khai thác, nghiên cứu những vấn đề mang tính thực tiễn, có liên quan đến những mục đích ước mơ hoài bão mà bạn hướng đến. Tự tạo cơ hội cho mình là bạn đang chứng tỏ mình là một người thủ lĩnh. Có tư chất của một người thành công, bạn đủ sự tự tin, bản lĩnh để sẵn sàng đối mặt trước những khó khăn của công việc. Đừng ngồi chờ cơ hội tìm đến, hãy tự mình biết nhảy ra mà vồ lấy cơ hội. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962.
Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.